Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Trên những nẻo đường. Ngày hôm nay hãy cùng Minh Phương đến trải nghiệm một bộ môn nghệ thuật được coi là điệu hát thần tiên, điệu hát của trời. Và bộ môn nghệ thuật ấy là gì? Hãy cùng theo chân tôi ngay bây giờ nhé. Hát then trong đời sống, văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào Tày, Nùng, Thái, vùng cao phía Bắc được ví là điệu hát thần tiên, điệu hát của trời. Nghệ thuật diễn sướng dân gian này ẩn chứa và phô diễn những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời. Hát then bắt nguồn từ cuộc sống lao động, nên then thẩm thấu những giá trị văn hóa lâu đời, mang tính nhân văn sâu sắc. Thế nhưng, việc bảo tồn và phát huy những di sản này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đó cũng chính là lý do khi tuổi đã cao, nghệ nhân nhân dân Hoàng Thị Bích Hồng luôn đau đáu với việc bảo tồn và lưu giữ nghệ thuật đàn tính, hát then. Có dịp được ghé thăm Thái Nguyên, tôi quyết định tìm đến nhà nghệ nhân nhân dân Bích Hồng để tìm hiểu và nhờ bà truyền dạy hát then, đàn tính. Con chào cô ạ, con là Minh Phương đến từ chương trình Trên những nẻo đường. Con được biết cô là nghệ nhân nhân dân của tỉnh Thái Nguyên và con cũng thấy cô đang dạy cho các cô các làn điệu hát then đúng không ạ? Con cũng rất là mong muốn có thể tìm hiểu đôi nét về bộ môn này. Là nói về hát then đàn tính thì nó cũng rất là nhiều làn điệu và có ba dòng then, tức là then về tâm linh và then về nhạc mới. À, có cả dòng bụt, nó cũng có đệm nhạc bằng then. Thế cho nên là các cháu trẻ mà thích tìm hiểu về cái văn học, văn hóa, nghệ thuật của dân tộc ấy, thì cô rất mừng. Then cổ ấy thì là người ta làm cầu phúc, cầu an, tâm linh người ta đi cầu cho các gia đình sau khi Tết lễ để gia đình được êm ấm, rồi bình an, làm ăn khấm khá. Thì đấy là gọi là then tâm linh. Thế còn là then mới thì là về ca ngợi đất nước, quê hương, Bác Hồ, thì là lấy từ cái giai điệu của cái then tâm linh đấy. Cái làn điệu nào hay nhất thì mình chắt lọc ra và mình sẽ viết lời ca ngợi cuộc sống với lại ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Cô ơi, vậy thì một người trẻ như bọn con chưa biết gì về điệu hát then này cả, mà bọn con rất là muốn thử chơi giống các cô ấy ạ. Thì bọn con sẽ cần chuẩn bị những kỹ năng nào ạ? Thứ nhất là phải có lòng đam mê và mình tích cực, mình học, mình phải say sưa. Vừa đam mê lại vừa có năng khiếu lại phải còn say sưa để mình tìm hiểu đã thì mới có được. Chứ còn không say sưa thì có đam mê cũng lại bỏ đấy, cũng chả kết quả gì đâu. Thế cho nên là các cháu thứ nhất là phải đam mê. Phải có năng khiếu thì học cũng rất nhanh thôi. Ngoài đam mê ra thì về năng khiếu, giọng hát thì có quan trọng không cô? Cứ biết hát giai điệu như thế là quý rồi. Đấy, cho nên tất cả mọi người đều học được mà. Miễn là mình đánh được một bài hai bài gì đấy là mình thành công. Con cũng rất được mong muốn ngay bây giờ cô có thể chỉ cho con cách để mình có thể cầm đàn cũng như là hát một vài câu hát then được không cô? Thứ nhất là cháu phải biết cầm, đúng không? Cái tay ở trên này cháu phải để đây. Để đây xong rồi là buông ra, đừng có chạm vào cái dây này. Thế bên dưới thì cháu cứ là ba cái ngón này thì là cháu phải chắc ở cái đàn này nó đỡ phải rơi. Ba cái ngón này, cái ngón này thì giữ được cái cần đàn. Trên này thì không chạm vào đúng không ạ? Không chạm, không được chạm vào. Còn cái dây thì đây là son. Nếu mà then cao bằng thì là lấy cái này là nó son. Rề, son rề. Như cái bài cái nãy hát bài Tổ quốc non xa xa ấy thì là nó dùng dây rề son, không chạm vào dây đúng không? Không chạm vào dây mà đánh chỉ có một ngón này và với một ngón này ngay dây giữa. Non xa xa nước xa xa hài bà, non xa xa nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là đi suối Lenin kia núi mát. Non xa xa nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là đây suối Lenin kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn.